Chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mình hướng dẫn tiếp cho cái bạn nào đó là gửi đến cái hình này cho mình. Thì các bạn nhớ là ở trong cái này nó chính là một bộ đồ bộ chứ không phải là một bộ zoom. Vì thế cho nên áo tách rời và quần tách rời. Cái quần này nó là quần ống suông khoảng nửa bắp chân ấy. Thì các bạn có thể cắt cái quần nâng thun hoặc nâng khóa để phối với cái áo này đều được nhé. À, hoặc là các bạn có thể cắt cái quần mà nâng đằng trước thì là có khóa, còn phần phía sau nâng thì là thun. À, và để cắt được cái này thì các bạn sẽ cắt cho mình như sau Từ cái rập sơ mi cơ bản này thì các bạn sẽ làm cho mình như sau Từ trên này các bạn sẽ lấy chiều dài xuống cho mình là 45cm Và gọt cái phần phía dưới của cái rập sơ mi này đi Các bạn nhớ nhé Đó khi các bạn lấy dài 45 cm thì các bạn sẽ vào phần cổ này cho mình thêm khoảng 1 cho tới 2 cm. Từ dưới này, các bạn sẽ lấy ngược lên đây khoảng 5 cm. Hay mà nói cách khác thì các bạn có thể hạ từ trên đầu này xuống đây khoảng 14 hoặc 15 cm và các bạn nối cái đường này với nhau. Và khi các bạn nối đường này thì nếu để chữ V này ấy, thì các bạn để thẳng Còn nếu không các bạn có thể đánh cong vào cho mình khoảng 0,5 thì nó hơi cong nhẹ à, Còn nếu mà không các bạn có thể đánh cong vào 1cm cho tới 2cm tùy theo các bạn cắt cái hình cổ gì nhé Và mình ở đây thì mình cắt cho nó cong khoảng 0,7cm Các bạn thấy là sau khi mà mình mình cắt cái đường này ra đây cho các bạn dễ nhìn hơn. Thì sau khi các bạn làm xong cái phần cổ này. Sau khi các bạn kẻ xong phần cổ này đúng không ạ? Thì các bạn thấy đây là phần chân ngực này, chúng ta sẽ lấy từ cái điểm dưới ngang eo này, chúng ta cắt. Đó. Chúng ta sẽ lấy từ dưới đường ngang eo kẻ lên với chân ngực như thế này, sau đó các bạn đánh cong cái đường này cho mình. Đó. Khi các bạn lấy cong đường này thì các bạn có thấy là cái đường ở đây chính là cái đường phần dưới. Cái phần này chính là phần dưới thì các bạn đánh cong cái phần này lên cho mình khoảng 1 cm. Đó, để cho cái phần chân dưới này nó được sa vạt. Như thế này thì chúng ta sẽ cắt cái phần này đi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhé. Đầu tiên là các bạn cắt cái phần cổ này này Đúng không ạ? Tiếp đến là các bạn sẽ cắt trên vai Chúng ta bấm phần này ra và chúng ta khép phần ni này này Đó rồi chỉnh cái phân sườn này Đó sau khi được như thế này thì các bạn thấy là phần này đưa lên vai thì chúng ta sẽ nhúm cái phần vai này lại thì nó có cái đường nhúm trên vai lấy luôn phần này các bạn nhé còn bạn nào muốn cho nó nhúm nhiều hơn ấy có thể lấy cái phần ở giữa này chia ra và kẻ ra ngoài đây đó thì chúng ta mở cái phần này ra thì cái phần vai nó sẽ được nhúm nhiều hơn các bạn nhé rồi sau khi xong thì các bạn sẽ cắt cái phần này ra cho mình như thế này Đó. Thì khi các bạn cắt ra như thế này thì cái phần ni này chúng ta sẽ thu lại này. Các bạn nhìn mình làm cái này nhé sẽ thu phần bên này lại. Và chúng ta vẽ cái phần này. Đó, cho nó bằng đi và cắt. Và sau khi xong cái phần dưới thì có phải là cái phần trên là như thế này không? Chúng ta có cái phần này chính là phần ly ở dưới này Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhúm dùng cái phần ly này Chúng ta không may ly mà chúng ta nhúm nó vào Thì nó sẽ ra phần nhúm ở dưới Nếu các bạn muốn nhúm nhiều thì cái phần này này Các bạn sẽ kẻ từ trên xuống dưới đây Đó và các bạn mở ra thêm cho mình khoảng 1cm Tiếp đến cái phần bên này Đó Các bạn cũng mở ra cho mình khoảng 1cm Sau đó nè trên vai cũng được nhúm nhiều hơn mà dưới này thì thay vì nhúm phần này cũng được nhúm nhiều hơn đây cho các bạn. Và khi các bạn thấy nếu mà các bạn nhúm ở phần trên này và các bạn nhúm ở đây mà nó được ít này. Thì chúng ta có thể làm như sau từ cái phần đây này. Chúng ta sẽ ra cho nó thêm khoảng nè. Đây các bạn sẽ nối cái phần này vào đây này. Đó và các bạn sẽ ra cho nó thêm khoảng là 1cm. Vậy là thay vì cái phần này này nó được 3 cm, có phải bên này 1 cm là 4, bên này 1 cm nữa là 5 cm. Vậy là độ nhúm của chúng ta ở dưới này là được rồi, đúng không ạ? À? Còn nếu bạn nào muốn mặc rộng hơn thì cái phần này thay vì là 1 thì có thể tăng lên phần này là 2 cm. Các bạn nhớ lưu ý nhá. Đó. Vậy là đây là phần thân trước này. Thấy không ạ? À? Và khi các bạn nhúm thì các bạn nhớ là khi mà mình hơi nhúm nhẹ vào đây này. Đúng không? Thì các bạn nên cộng cho nó cái đường đi xuống này này, khoảng 0,5cm nữa Để cho cái phần nhúm mo nó này ấy Nó được thoải mái cho các bạn vì khi nó giật lên nhé Đó các bạn nhìn thấy không ạ Khi mà các bạn Khi các bạn xác định nhúm ở đây này Các bạn sẽ đưa rà rà xuống đây cho mình 0,5cm ở chỗ này để khi các bạn nhúm nhẹ vào ấy thì nó sẽ không bị giật cái phần ở dưới này của các bạn độ chứa ngực nó sẽ được thoải mái các bạn nhé vậy là đây là phần thân trước đó và khi các bạn nhúm vào đây thì nó sẽ đây là phần dưới này đúng không và khi các bạn nhúm ở cái phần này vào thì nó sẽ vừa vào cái phần này cho các bạn và cái phần thân này các bạn nhớ là nếu mình muốn cho nó nhúm nhiều hơn thì mình có thể tách ra cái phần này như mình đã nói. Các bạn có thể tách cái phần này ra. Đó. Và nhớ là khi mình tách cái phần này ra để lấy độ nhúm ấy thì có phải là cái phần ở trên này nó có rồi, nếu mà mình muốn nhúm thêm thì mình sẽ tách cái phần này ra như thế này. Các bạn sẽ đưa giấy vào đây. Đó, mình sẽ đưa vào đây mình dán như thế này nhá. đó thì mình sẽ đưa cho nó ra như thế này đấy nếu các bạn không muốn cho nó ra đầu này các bạn có thể giữ nguyên cái đầu này nếu các bạn muốn nhúm ít thì các bạn chỉ lấy cái độ nhúm này thôi đầu này các bạn giữ nguyên như thế này đúng không ạ còn nếu chúng ta muốn nhúm nhiều thì chúng ta sẽ đưa cái đường này ra đây thêm một cm nữa chẳng hạn đó và chúng ta đưa cái đầu này nó to ra tới đây đó. Và cái đầu này thêm 1 cm thì cái đầu này là thêm khoảng 2 cm vào đây. Các bạn hình dung không ạ? Các bạn lưu ý giúp mình là nếu mà cái đường này nhúm thì nên cho nhúm vào cái đường phía trước ngực này, không nên cho nhúm vào cái bên sườn này nó dư ra thì nó không đẹp nhớ nhá. Nhúm là phải đưa nhúm đúng vào cái đường đang đi xuống là nó nhúm ở bên dưới cái phần chân ngực này này thì nó sẽ đẹp. Còn nếu các bạn đưa đường nhúm mà lại đưa cho nó nhúm ở cái bên này, nó sang cái bên sườn chỗ không có độ chứa ngực thì nó không đẹp. Các bạn lưu ý cái phần này cho mình thân sau này thì các bạn chỉ cần lấy này từ phần cổ Mà các bạn vào năm hay 2 Thì các bạn cũng vào như vậy Và các bạn đánh cong cái phần vòng cổ này xuống đây Đó Thì nó sẽ ra vòng cổ thân sau Hoặc là các bạn không muốn đánh cong ấy Thì các bạn có thể đánh cho nó tim giống như thân trước này luôn đó Thì không muốn đánh cong ngang thì đánh tim nó cũng giống, giống như thể là thân trước Các bạn hình dung nhá Và tiếp đến phần dưới này này Thì cái phần trên của chúng ta này Các bạn sẽ đo sườn của thân trước vô đây Đúng không ạ? Nó tới đây này Và cái sườn ở phía dưới này tới đây Vậy là dài thân trước của chúng ta là tới đây Thì cái phần thân sau này của chúng ta này cũng đánh ngang sang đây Đó và thân trước của các bạn xa vạt 1cm thì cái phần thân sau này các bạn sẽ xa vạt cho nó là 0,5cm Đó, thì các bạn cũng sắp vạt cho nó là 0.5 cm. Vậy là nó ra cái phần thân sau của các bạn thì cái phần này này. Đây, cái phần đai của thân trước này này, đúng không ạ? À? Nó được cắt ở đây. Thì cái phần thân sau này này, nếu các bạn muốn may liền một tấm ở đây này các bạn nhớ cho mình là cái phần thân sau này nếu các bạn may liền một tấm thân sau bình thường cũng không sao còn nếu mà các bạn muốn tách ra giống phần thân trước này thì đây là thân trước thì nó đánh cong như thế này nhưng mà th phần thân sau này này các bạn cứ kẻ ngang cái đường này ra cho mình đó thì cái tấm này nó sẽ được cắt ra như thế này nhé cái tấm thân sau thay vì nó không kẻ thẳng thân sau chúng ta sẽ không đánh cho nó cong giống thân trước mà chúng ta sẽ cắt ngang cái đường này như thế này đó, thì các bạn thấy là phần thân sau là nó sẽ như thế này các bạn. Nếu các bạn muốn đánh cổ ở trên cao thì đánh xuống thì đánh ở đây, đánh muốn cổ xuống sâu nữa thì đánh nùi xuống, có đánh cổ tim thì xuống, xuống đây. Vậy thì chúng ta sẽ tra dây kéo ở phần sau nâng này Vì thế cho nên khi chúng ta tra dây kéo ở phía sau nâng này Thì cái phần đây này Bao giờ nếu mà chúng ta đánh nó nhọn xuống đây bao nhiêu Thì cái phần phía sau này các bạn cũng trượt tiêu cho mình khoảng 0,5cm ở đường này đó, khi cái cổ này nó nhỏ gọn ấy, thì chúng ta trượt tiêu cái phần khóa này khoảng 0,5cm Và gọt cái phần này đi này, Đấy, để khi chúng ta tra dây kéo thì nó sẽ vừa đẹp cái phần cổ của chúng ta hơn Vậy là cái phần cổ thân sau cũng xong rồi Bây giờ chúng ta Và nhớ là cái phần này thì chúng ta may ni vào này đúng không ạ Thì cái phần đây của thân sau này Chúng ta cũng phải khép cái phần đây vào các bạn nhớ nhé Phần tay thì có nhiều cách cắt Ví dụ đây là cái tay cơ bản này Đúng không ạ Và từ cái tay cơ bản này thì các bạn sẽ lấy đặt lên một tờ giấy khác như thế này cho mình đó. Thì các bạn sẽ ra cái phần này từ 3 cho tới 4 cm. Rồi các bạn nối cái đường này vào đây cho mình. Đó. Khi các bạn nối vào đây thì các bạn cũng chia thành 3 phần bằng nhau này. Đúng không? Và các bạn cũng đánh cong cái phần này cho mình. Đó, thì ví dụ các bạn đánh cong cái phần này ra như thế này. Được các bạn cắt Đó. Thì đây nó ra một loại tay cũng được nhúm ở trên đầu này. Các bạn hình dung nhá. Và tiếp đến cũng cái phần tay này mà các bạn bấm cái phần này ra. Đó. Và các bạn ví dụ mình để một cái tờ giấy như thế này, đúng không ạ? Và mình kê nó vô đây. Đó và các bạn thấy là khi các bạn để nó bằng nhau như thế này này. Đấy. Mà khi các bạn các bạn để thì nó bằng với cái phần này đúng không? Mà giờ chúng ta đưa cái phần này ra đây. Đó. Thấy không ạ? À? Và chúng ta đánh cái phần này vào đây này. Đấy. Thì nó chúng ta đánh ra đây, đánh vào đây này thì cái độ bồng, cái độ nhúm này không có phồng lên. Và nếu chúng ta muốn có thể đánh như thế này. Đó. Và chúng ta cắt cái phần này đi. Đây. Và sau khi chúng ta để như thế này, chúng ta dán giấy vào, chúng ta cắt sẽ như thế này. Đó, nó sẽ ra nhúm nữa này, đúng không ạ? Rất nhiều kiểu tay nhúm mà chúng ta có thể nhúm trên cái đầu tay. Kiểu tay nào thì cũng đẹp thôi các bạn nhé. Các bạn muốn nhúm theo kiểu tay nào nó cũng ra. Đó. Và nếu các bạn không thích nhúm như thế này thì các bạn có thể lấy cái phần tay như thế này. Đây. Vậy đây là một cái tay khác thì các bạn có thể nhúm như thế này. Cái phần cửa tay này các bạn giữ nguyên này, các bạn sẽ đưa cái phần này kẻ một đường. Tiếp đến cái phần này các bạn kẻ một đường nữa, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ bấm hai phần này ra. Đó. Và các bạn đưa cái phần này ra. Các bạn thấy không ạ? Thì khi đưa cái phần này ra các bạn cùng kê giấy vào đây. Đó. Thì như thế này thì cũng ra phần tay của chúng ta. Đó, các bạn hình dung cho mình nhá rất nhiều kiểu tay cắt và sau khi cắt xong ấy thì nó ra kiểu tay của chúng ta đó đây cũng là một kiểu tay nữa đó, và chúng ta thấy là muốn cắt theo kiểu nào chúng ta cắt nhé